Em Trực, chuyên nhà đất vùng Vinh Nha Trang, xin kính chào tất cả các quý anh chị. Thì chủ đề mà ngày hôm nay em Trực muốn chia sẻ đó chính là với số tiền là 2 triệu rưỡi thì chúng ta có thể mua được một căn nhà hay một lô đất gần trung tâm thành phố Nha Trang. Em Trực sẽ tính khoảng cách là khoảng chừng là 5 km nha anh chị. Thì bây giờ em Trực xin mời cô chú anh chị cho mình nhìn trên màn hình đó. Em Trực sẽ review chi tiết bằng Google Maps á, để cho anh chị mình sẽ hình dung được dễ hơn nha. Tại vì khi mà em Trực gửi chi tiết về sản phẩm thì trong đó sẽ có Google Map là từ vị trí căn nhà đi tới biển là bao nhiêu km. Đây anh chị, trên màn hình chính là thành phố Nha Trang nha. Thì cái đường viền màu đỏ này anh chị ha, đường viền màu đỏ này, đó là toàn bộ ranh giới của thành phố Nha Trang. Thì ở đây như anh chị mình thấy là đây, các xã mà tiếp giáp với thành phố Nha Trang là xã Vĩnh Phương nè, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái. Rồi, đó là chính là những xã thuộc trực thuộc trung tâm thành phố Nha Trang theo bản đồ địa chính. Thì mà cái khoảng cách mà từ 5 km trở xuống đó, thì trong đó có Vĩnh Thạnh và Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trung là gần nhất. Thì Vĩnh Ngọc là gần tiếp giáp vào thành phố Nha Trang mình nhất, là tầm khoảng chừng là 4 cây rưỡi để tới biển rồi. Bây giờ mình sẽ đo thử nha, mình sẽ lấy cái cột mốc là chỗ Vĩnh Ngọc đi. Và Vĩnh Ngọc thì chỗ mà em trực sẽ lái là từ khu đô thị Vĩnh Trung nè, đấy khu đô thị Vĩnh Trung mà mình đi xuống biển là bãi xe nha, đây tới quảng trường 24 nè, cái đoạn đường mà em hay đo khoảng cách đó. Đường đi tới siêu thị Go thuộc khu đô thị Vĩnh Trung nè. Đây, đi về đường 23 tháng 10, cao tốc Bắc Nam về phía Đông và Trần Phú, ở đường số 1. Đó là cái đoạn này á, là 6,7 km, 6,7 km. Giá đây là hiển thị là những cái đường vòng anh chị, những đường vòng này. Đây, anh chị mình thấy không? Là chỗ này cái đường vòng đó, đường vòng. Nên sẽ hiển thị đúng theo cái đoạn đường đi là 6,7 km. Còn nếu mình đa thực tế là tới đường Dạ Xin đó, đường Dạ Xin mình đa lại nè, từ siêu thị Go này mình đây sẽ tới đường Dạ Xin chỗ bãi tắm là cái chỗ này nè, chỗ này đường đi tới đây, chọn địa điểm Go là 4,1 km này anh chị ơi, chỗ này là 3,7, chỗ này là 4,2, 4,1, 4,1 km. Đấy, em chợt lấy khoảng cách gần nhất á, là từ Vĩnh Ngọc rồi xuống. Như vậy thì với cái giá tiền là 2 triệu rưỡi thì anh chị mua được ở đâu? Thì những cái xã là xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp là những nơi này, những xã này là có nhiều nhất là trong tầm giá là 2 triệu rưỡi, với diện tích đó là từ là 64 mét 70 mét nha anh chị, mà đa số là 64 mét là nhiều. Với cái cấu nhà 2 tầng thì mình sẽ đã có một cái căn nhà là 2 triệu rưỡi rồi, đường bê tông từ 3 mét rưỡi đến 4 mét đó, là những xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung. Và nếu như anh chị mà mua trong trung tâm thành phố Nha Trang á, mà nhà 2 tầng với giá 2 triệu rưỡi á, thì diện tích nó dao động bình thường lắm là từ là 40 mét anh chị, 40 mét cho đến 50. Đó, đó là em trực tính là những cái nhà mà nó rộng một xíu á, với diện tích sàn là 40 mét á. Đó, 40 mét 50 mét. Thì ở trong các xã ở Ngọc Hiệp nè, phường Ngọc Hiệp, phường Phương Xài, Phương Sơn là nhiều. Và bên chỗ phường Bình Phước, đa số là cái cánh bắc nó chị ở phía bắc á, là nhiều. Và đặc biệt là những lô đất nền đó mà ở khu vực mà Hòn Sền đó anh chị, khu vực Hòn Sền đó là 60 mét là 2 triệu rưỡi cũng có nha, 2 triệu rưỡi cũng có. Nhưng mà Hòn Sền thì đa số là mua để ở là nhiều, mua để ở là nhiều. Mình cứ ở đây, đây là Hòn Sền này anh chị, đó Hòn Sền nha.
Về những cái căn nhà Liên Chi Hồng Sợ này mới có một cái đường là 3 m 4 m thôi anh chị, đá đất nền thôi nha. Thế còn mà nhà nữa thì giá nó cao hơn một xíu, tạm biến khoảng là 3 tỷ hơn. Còn ở trong những khu dân cư á, mà để có một cái căn nhà mà tầm 2 tỷ rưỡi ở đường rộng á, đường 4 mét là đường ô tô được á, là nó rất là hiếm luôn, cực kỳ hiếm. Tại vì những nhà đó là không phải riêng anh chị đâu, mà rất nhiều mà anh chị khác cùng với cái đội sale của họ hoặc là bạn môi giới với của họ là họ sẽ tìm, họ mua ngay thôi. Vì mặt hàng đó là rất nhiều người trong cái tầm tiền đó họ có, họ mua được. Đây, Bình Phước đây, Bình Phước, Bình Hải. Mẹ còn nếu ở trong trung tâm nè, ở đây trung tâm Nha Trang là khu Bàn Cờ anh chị, khu Bàn Cờ phố Phố Tiến này, như đường Bạch Đằng, đường Bạch Đến Chơi, đường Võ Chứa mẹ 2,5 tỷ chỉ là hẻm hẻm 2 m thôi, 2 m có khi 1,5 m, 3 m chắc dạng gọi là bất sẽ khan hiếm luôn không? Tìm tìm khó lắm mà nhiều lúc sẽ không còn nữa. Nhưng anh chị biết không, có một căn nhà chỉ có 25 m thôi, 25 m đó là một trệt một lửng đó nha, ở ở Phương Xà này. Đây anh chị biết cầu Hộ, đường Bến Ké này, cầu Hộ 25 m 1,3 tỷ, mẹ đường chỉ có đúng một chiếc xe máy đi thôi. Nên nhiều anh chị họ tìm cần tìm nhà tỷ rưỡi, cần tìm nhà tỷ rưỡi trong trung tâm thành phố Nha Trang là anh chị nên hiểu rõ là chỉ từ 20 m 18 m, cao lắm là 25 m thôi. Họ chị anh lâu lâu tìm được căn là 30 m đó, mà tỷ rưỡi đó, rất cực kỳ hiếm luôn. Đây em có chú thích này, đúng rồi, căn này anh nhà 26 m cầu Hộ. Đây hồi trước em có bán căn nhà này. Và để thật sự mà anh chị muốn một sở hữu một căn nhà trong trung tâm thành phố Nha Trang mà đường rộng á, ít nhất tài chính mình cũng phải là 4 tỷ trở lên. Đường rộng nha, đường rộng 4 tỷ trở lên thì mới có một cái căn nhà như thế, một trệt một lầu về diện tích á tầm này 50 mét trở lên, đó, 4 tỷ. Hoặc là anh chị mà muốn sở hữu căn nhà thiệt rộng á, chỉ mua trong khu thị thôi. Mà các khu thị bây giờ á là ít ít lắm mà mới có sổ đỏ. Đa số là những là hợp đồng mua bán thôi anh chị. Như Hà Quang đi 100 m mẹ 3 tầng là hiện tại là có một căn đang bán 7 tỷ 7 hợp đồng mua bán, đã được ô tô mà đi thoải mái luôn, đó là xác định anh chị xác định mua để ở luôn đó nha. Còn sổ thì phải coi chuyện đầu tư như thế nào thôi đấy. Thì thông qua đó là những căn nhà mà 2 tỷ rưỡi chị anh chị có thể mua được ở xã các xã thôi, các xã trung tâm thành phố nha, thuộc trực thuộc thành phố Nha Trang đó, từ xã Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh xuống đi tới biển. Là những cái căn nhà này á là một trệt một lầu, tầm 3 phòng ngủ, 2 toilet, nó có sân để ô tô. Là những căn nhà đó, các những căn nhà thì họ thiết kế là không có để ô tô được, anh chị lưu ý nha. Thì qua đây thì em cũng chia sẻ một vài thông tin về những cái căn nhà tầm 2 tỷ rưỡi đó anh chị mua được. Thì anh chị nào mà các cần sản phẩm mà gửi em trực bán á, thì về số Zalo là 0843216679, em trực sẽ đi review chi tiết cho anh chị em mình xem nha. Hẹn gặp lại anh chị em mình ở một video tiếp theo.